Music Center. Hôm nay công ty Việt Thanh xin giới thiệu với các bạn dòng sản phẩm hoàn toàn mới năm 2015, đó là dòng sản phẩm Digital RV401R. Thì đây là dòng sản phẩm mang một chất lượng cải tiến hoàn toàn mới so với dòng sản phẩm RV301. Và sau đây là anh Duy Khanh sẽ giới thiệu với các bạn về các tính năng của đài nhé. Vâng, kính thưa quý vị, đây là sản phẩm mới nhất, mới về cách đây khoảng 2-3 tháng thôi. Điều đặc biệt nhất là sản phẩm mới có nhiều tính năng đặc biệt nổi trội hơn những sản phẩm cũ và rất nhiều hơn quý vị. Xin mời quý vị cùng khám phá công nghệ. Vâng, kính thưa quý vị, khi mà quý vị nhắc đến Pinot Điền hay là Hồng Giang, bất kỳ về thương hiệu Roland thì các quý vị phải nhớ về sao tiếng độc quyền của Roland, đó là công nghệ Supernatural. Thì đây là Pinot Điền Roland, thì công nghệ Supernatural trong cái đàn này là gồm những tiếng Pinot thu thực tế. Đó là công nghệ Supernatural, tại vì thu thực tế. Khi mà những công nghệ trước hay là công nghệ của các hãng khác thì thường là tiếng Pinot thu một khoảng ngắn và sẽ nối lại để cái tiếng nó dài hơn. Nhưng mà Roland sẽ làm khác đi với công nghệ đặc biệt này, đó là công nghệ Supernatural sẽ là thu một tiếng thực dài, không có cắt nối và không cắt dán gì đặc biệt. Đó là công nghệ Pinot về thực tế. Và công nghệ thứ hai đó là công nghệ Fuji, Ivory Fuji, tức là công nghệ bàn phím giả theo chất liệu ngà voi và gỗ mun và có độ nhám nhám. Và cái nguyên lý của bàn phím nó như y chang một cái Pinot cơ thực thụ. Đó là đô la gồm hai công nghệ nó nổi tiếng thế giới, đó là Supernatural và Ivory Fuji về bàn phím sao cực cũ. Ngoài tính năng đỉnh về piano thì RV401R thêm các tính năng giải trí như là tích hợp thêm cho mình 72 tính đệm và có 189 bài nhạc trong đây. Và cái tổng số tiếng của cái cây đàn này là gồm 11 tiếng Supernatural của piano và 305 tiếng order khác nhau để phục vụ cho chúng ta vừa để hát nè và vừa trải nghiệm các cái điều tiếng trên đây và đủ ích luôn. Vậy đó là tổng cộng là 316 tiếng. Đúng rồi, 316 tiếng. Và điều là gồm 72 điều quý vị. Đó, ngoài những cái mà chức năng của Pinot Điền thì nó gồm chức năng điều đèn nữa. Thì không phải là Pinot không mà nó là có cho những điều đèn và những tiếng khác nhau. Tiếng kè, tiếng trumpet, tiếng trống bất kỳ và có điều đèn nữa. Và ngoài ra chúng ta có thể đưa các điều đèn từ bên ngoài vào trên cái này được, thì cái dung lượng mà đưa vào sẽ tùy thuộc vào cái USB cũng như là không giới hạn các bạn nhé. Và ngoài chức năng nữa là cái mới hơn với sản phẩm mới của RV401R, đó là chúng ta có thể master EQ, tức là mình có thể chỉnh bass chép cho tổng thể của cây đàn. Và đặc biệt hơn nữa là cái reverb tức là độ vang, có thể là chúng ta đánh ở trong một cái quảng trường hoặc là một trong nhà thờ đó, thì mình có thể tạo được vang cho hiệu ứng cho tiếng đàn của Pinot chúng ta càng hay hơn. Và đặc biệt nữa là cả headphone tạo âm thanh giả lập 3D cho quý vị. Khi mà quý vị đeo headphone vô thì chúng ta có thể nghe được âm thanh 3D cực hay. Và một điều đặc biệt không thiếu phần quan trọng là khi mà các bạn để những cái cây vang Pinot nằm á, nó quan trọng là điều gì là chúng là cái pedal của nó. Thì RV401 thì cải tiến hoàn toàn về công nghệ 3 pedal của Pinovan. Ví dụ như pedal ngoài cùng là vang tiếng, pedal chính giữa là cho phép mình vang đúng một cái nốt mà mình muốn mà thôi. Và cái ngoài cùng bên tay về tay trái á, là nó sẽ làm cho cái phím đàn xuống và nó sẽ ấm đi cực kỳ, y như một cái Pinovan thực sự đó. Cảm giác rất là khác biệt. Vâng, kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức trải nghiệm một số tiếng trong cái đàn RV401R. Và bây giờ tôi sẽ giới thiệu với các bạn 3 tiếng của dòng Supernatural của cây Roland RV401 nhé. Tiếng số 2 thì mang tính chất ấm hơn để thích hợp mình đàn những cái bài mà âm hưởng nó du dương, nó ấm một tí.
tiếng số 3. Tiếng số 3 thì cái âm sắc của nó sẽ thanh và cao hơn, thích hợp cho mình đánh những cái bài mà nhạc trẻ, cái âm lượng nó sôi động một tí. Ở đây là tiếng số 3. Piano pha sin nè, và tiếng piano pha bell, rồi những cái tiếng piano pha tiếng gió này nọ, ví dụ như điển hình như tiếng này. Thì trong cái bộ 11 tiếng piano này thì như Hiếu đã nãy Hiếu nói là nó có kèm theo là 305 tiếng order nữa, và những cái tiếng order này sẽ tích hợp với các điệu nhạc đệm của trên đàn này. Và ngoài những tiếng piano supernatural cực hay, chúng ta có nhiều tiếng khác nữa, 305 tiếng, ví dụ những tiếng piano độc đáo mà quý vị thường nghe thôi nhé.
Sau những cái phần điều đệm đó thì B401R có thêm những tính năng khác, ví dụ như là chia đôi bàn phím nè, có thể hai người đánh cùng một lúc và có thể hát cắm được hai phone cho vào cửa thầy và trò. Rồi những tính năng như lên tông, xuống tông, rồi kết nối với iPad. Thì bây giờ Hiếu và Duy Khanh sẽ trình diễn, nói chung là đánh sơ nét về cái giới thiệu về cái tuyên piano nhé. Xích nhạc, nhìn bản nhạc trên iPad và chúng ta có thể là chơi những game về thẩm âm trong chương trình Piano Partner, và chúng ta có thể là chọn điệu, chọn tiếng, chọn bài bất kỳ và trên iPad bằng mình cảm ứng. Thật cực kỳ tiện lợi quý vị. Bây giờ chúng ta kết nối iPad, chúng ta sẽ cho chúng ta kết nối và bằng một USB wireless cắm vô đàn, hoặc là chúng ta sẽ kết nối bằng dây. Bây giờ chúng ta sẽ kết nối bằng USB wireless. À, khi chúng ta muốn kết nối iPad thì trong iPad chúng ta sẽ cài một phần mềm, đó là phần mềm Piano Partner. Phần mềm này chúng ta sẽ được download miễn phí trên trang web của đàn Roland, hoặc là cứ qua có thể là download trên iPad. Đây là Piano Partner thưa quý vị. Chúng ta có thể điều khiển iPad cho cây đàn. Chúng ta muốn điều khiển trên đàn chúng ta phải rất là phức tạp, để chúng ta phải nhấn nút trên iPad màn hình với cả màn hình cảm ứng thì chúng ta rất là dễ dàng chọn tiếng tone piano đây, và thể hiện các tên của tiếng đây ạ. Và tất cả những tiếng khác đều có hết, chúng ta chỉ bằng màn hình cảm ứng được cực kỳ nhanh ạ. Và chúng ta có thể chọn điệu ạ, chọn điệu rất là nhiều điệu ở trong đây và có tên đầy đủ theo bộ, ví dụ Latin disco, jazz, blues và bộ country rất là nhiều, và những bài hát, những cái bài mà piano trong đây có sẵn. Đó. Chúng ta rất là dễ dàng lựa chọn. Và đặc biệt hơn là những bài này chúng ta có thể là gồm những bài về luyện ngón và có những bài cổ điển bất hủ. Đó. Chúng ta sẽ thấy được cái sheet nhạc, cái bản nhạc và có metronome chạy theo, và chúng ta có thể là tập bên tay phải không hoặc là tập bên tay trái không cũng được ạ. Bây giờ chúng ta thử coi một bản nhạc. Vâng, thưa quý vị, đây là một cái sheet nhạc, bản nhạc đây là rất dễ thấy à. Rất là dễ thấy, và chúng ta có thể là bấm play trên đây và đàn sẽ kêu à. Quý vị có thấy không ạ? À? Đó là đây, chúng ta có thể set tempo, nhịp phát và có metronome chạy theo. Và có bản nhạc, có nốt nhạc chúng ta có thể lựa chọn. Đây là mà chúng ta có thể tắt bên tay phải hoặc là tắt bên tay trái để chúng ta luyện mỗi tay. Ngoài ra chúng ta có thể chọn điệu đấy quý vị. Đây là Hàng sẽ chọn điệu cho quý vị coi thử. Ví dụ chúng ta chọn là lớp slow rock. Rồi chúng ta bấm play. Rồi chúng ta có thể dễ dàng, chọn điệu và có thể là chơi ngay tại trên đây luôn, và báo gì chúng ta cũng sẽ chọn trên đây. Vâng, những cái tiếng chúng ta rất là dễ sử dụng. Và ngoài những cái đó ra, và ngoài chương trình Pino Partner ra, chúng ta có thể là kết nối bằng những chương trình khác của Apple. Để chúng ta ví dụ đây là trong đây mình đã có một cái chương trình của trò chơi của các bé thiếu nhi vừa chơi, và chúng ta có thể là cho các bé vừa học piano. Đây là một chương trình cho các bé có thể chơi game trên iPad, nhưng trong qua đó chúng ta có thể là cho các bé học đàn, vừa học vừa chơi. Ta chơi thôi.
đây là cái phần chấm điểm quý vị. À. Và các bạn cũng vừa mới thấy Hiếu và Thanh vừa test demo cái sản phẩm này với một cái cây mà tính năng mà vừa biểu diễn nè, rồi giải trí, rồi cũng như học tập, rồi kết nối dây bát, nói chung làm tất cả mọi thứ. Thì với một cái mức giá cực kỳ thấp như vậy thì đây là một sản phẩm rất là lý tưởng. Vâng thưa quý vị, và không chần chừ gì nữa, chúng ta sẽ đến công ty Việt Thanh để cùng trải nghiệm và cùng thử cái đàn này. Quý vị sẽ thấy nó cực kỳ tuyệt vời. Music Center.